hành, phân tích, lược đồ dân số và tháp tuổi. 1. Quan sát hình 1.4.1 cho biết nơi có mật độ dân số cao nhất, mật độ là bao nhiêu? Nơi có mật độ dân số thấp nhất, mật độ là bao nhiêu? 2. Quan sát tháp tuổi của thành phố Hồ Chí Minh qua các cuộc tổng điều tra dân số năm 1989 và năm 1999 cho biết sau 10 năm, hình dáng tháp tuổi có gì thay đổi, nhóm tuổi nào tăng về tỷ lệ, nhóm tuổi nào giảm về tỷ lệ. 3. Tìm trên lược đồ phân bố dân cư châu Á, những khu vực tập trung đông dân, các đô thị lớn ở châu Á thường phân bố ở đâu?